Xin chào Thọ nha. Dạ vâng, em chào anh Huy ạ. Chào em. Hôm nay là anh có biết một cái dự án là Imperial Smart City và anh có một vài người bạn quan tâm về cái dự án này vì họ cũng đến lúc cần phải tìm cho mình một cái căn hộ cho gia đình của họ để ổn định trong cái cuộc sống. Và anh xin được nhờ em tư vấn một vài thông tin để bạn bè anh có thể anh chia sẻ cho bạn bè của anh video này để cho họ có thể biết về cái dự án này được không? Ok, em rất là cảm ơn anh Huy đã quan tâm đến cái dự án mà bên em đang mở bán sắp tới này. Thì là đầu tháng 7 thì bọn em sẽ mở bán 5 cái tòa Imperial Smart City trong cái khuôn viên của dự án Vinhome Smart City. Đấy, thì đầu tiên là cái vị trí dự án thì nằm trên đại lộ Thăng Long. Nếu mà các bạn đi từ nội thành thì ví dụ như đi từ quận Thanh Xuân thì mình có thể đi lên đại lộ Thăng Long và mình sẽ vào dự án. Đấy, còn nếu như mà mình ở cái khu vực Mỹ Đình đấy thì mình sẽ đi theo đường Lê Đức Thọ xuống đến đại lộ Thăng Long, mình sẽ đi về phía hướng miền Tây, mình sẽ đến dự án của nhà mình bên tay trái. Hiện tại thì mình đang đứng ngay trước cái dự án nhà mình bên phía tay phải này. Đấy, cái dự án nhà mình nằm trên một cái trục đường rộng gần 60 mét. Rồi, mọi người có thể thấy là ở cái phía đằng xa thì có những cái cẩu trục màu vàng đang làm việc. Và đó là công trình của Imperial Smart City nhé. Đấy, và đường ở trước mặt của mọi người là đường trục đường chính, nó có cái chiều rộng là 52 mét. Đường này có chiều rộng là 52 mét. Đấy, và Thọ đang đứng ở cái điểm này. Và bên ngay trung tâm và bên trái của Thọ là một cái hồ. Thọ, anh biết là cái hồ mình chính là cái hồ nước ngọt. Xung quanh hồ thì sẽ được trang bị những cái bàn nướng BBQ. Đấy, để cho cư dân nhà mình có thể dễ dàng ra hồ và thưởng thức những cái món nướng, đồng thời là thưởng thức cái đẹp cảnh quan ở cái công viên trung tâm này. Ok, bà con có thể xem nè, đây là mấy cái bếp nướng, mấy cái bếp nướng BBQ nha. Và nếu như mà người ngoài vào thì phải thuê tiền cao, còn nếu như mà cư dân ở trong này thì thuê với giá rẻ hơn một nửa thôi. Và thêm một cái nữa, mọi người có thể thấy là cái bãi cát trắng. Đấy, cái bãi cát trắng này mình lấy cát từ trong thành phố Nha Trang. Đấy, cát này là được chở trực tiếp ngay những cái bãi biển đẹp của Nha Trang. Đấy, chở về đây. Nếu như mọi người mà check in tại này thì chắc chắn là bạn bè của chúng ta sẽ không biết được là mình đang ở Hà Nội, mà họ cứ nghĩ là mình đang ở Nha Trang hoặc là một cái bãi biển đẹp nào đó ở Việt Nam, đúng không nào? Ngoài ra thì ngoài cái hồ nước ngọt này ấy, thì mình còn rất là nhiều cái tiện ích của Vinhome. Ví dụ như cái điểm Nhật sẽ nằm ở đầu dự án ấy, ở phía gần Đông Bắc. Ở ngay đấy thì có cả đại siêu thị Vinhome Mega World. Dọc cái trục đi từ vườn Nhật ấy, đi vào trong dự án nhà mình thì có khoảng 200 bãi sân tập thể thao. Đấy, ngoài ra thì có thêm những cái hệ thống trường học của Vinpearl từ cấp 1 cho đến trung học phổ thông sẽ đầy đủ. Tiếp theo là mình có rất là nhiều cái tiện ích về hệ thống giao thông xung quanh. Thì hiện tại thì dự án nhà mình nằm ngay cái ngã ba của ba cái trục đường sắt trên cao. Tuyến đầu tiên sẽ là từ phía tây Hà Nội đi vào thẳng trung tâm Hà Nội. Đấy, tuyến thứ hai đó là từ Hà Đông mà đi thẳng lên sân bay Nội Bài. Và tuyến thứ ba đó là tuyến đường sắt từ Dương Nội đi vào Cát Linh. Đấy, mình sẽ có ba tuyến đường sắt. Ngoài ra thì những cái trục đường giao thông rất là quan trọng đi qua dự án nhà mình như là trục Đại lộ Thăng Long và trục Lê Trọng Tấn. Cùng với phía Nam thì có cái trục đường 70 và cái tuyến đường cũng đang được mở rộng.
Ok, cảm ơn Thọ rất là nhiều. Và một cái điều quan tâm nữa là anh cũng như bạn bè của anh sẽ rất là quan tâm về cái chủ đầu tư. Thế thì em có thể biết cho tụi anh biết được một đôi chút về chủ đầu tư của mình không? Chủ đầu tư của bên mình đó là chủ đầu tư cực kỳ là nổi tiếng, MIK đã làm rất là nhiều cái dự án tên tuổi Imperia ở Hà Nội cũng như là các tỉnh thành ở Việt Nam. Đấy. Thì hiện tại thì chủ đầu tư cũng đã mua lại 5 cái tòa của Vinhome. Đấy. Thì hiện tại sắp tới đầu tháng 7 này nhà mình sẽ bắt đầu mở bán và có giá chính thức cũng như là những cái chính sách bán hàng cụ thể cho khách hàng. Ok, cảm ơn em. Thế em cho anh hỏi thêm nha. Về cái mức giá mà tham khảo thì em có cho tụi anh biết được cái mức giá tham khảo của một vài cái loại căn hộ điển hình không? Thì mức giá trung bình cụ thể ở cái dự án nhà mình ấy, thì nó trên dưới khoảng từ 40 cho tới 50 triệu một mét, tùy từng tầng, tùy từng căn và tùy từng hướng. Đấy. Thì cơ cấu diện tích nhà mình thì từ 28m² cho tới là 76m², thiết kế là 1 ngủ cho tới là 3 ngủ. Đấy. Thì gần như với cái cơ cấu diện tích đấy và với cái giá tiền cũng rất là phù hợp, thì tính ra một tổng giá trị của căn hộ đấy thì rất là vừa phải, rất là phù hợp với những đại đa số khách hàng phổ thông. Đấy, nó rơi khoảng từ ví dụ căn studio từ 28 cho tới là 32m², nó rơi khoảng 1.2 tới 1.4 thôi. Đấy, còn những cái căn mà từ 35 cho tới là 60m², 2 ngủ, 1 vệ sinh thì giá sẽ dao động từ khoảng 1.6 cho tới là 2.3, 2.4. Còn những căn 3 ngủ khoảng 75m² thì nó rơi khoảng 2.5, thì dưới 2.5 rất là phù hợp. Ok, cảm ơn em. Anh được biết là cái căn hộ của mình đó thì nó rất là gần tiếp giáp với lại trường học và bãi để xe. Thì có phải là cái thông tin đó là chính xác không Thọ nhỉ? Cái dự án nhà mình thì rất gần những cái bãi đỗ xe lớn của Vinhome. Cụ thể là mình sẽ đi theo một cái trục đi vào dự án đấy ạ. Đấy, như các bạn thấy được trước ấy, thì mình sẽ có hai cái bãi đỗ xe. Như ở cái video trước thì mình đã giới thiệu ở trên bản đồ rồi, các bạn có thể xem thêm ở cái video trước khi có quay. Ngoài ra thì vị trí cái dự án nhà mình ấy, thì mình cũng nói qua một về cái vị trí dự án nhà mình thì được đánh giá là một trong những cái dự án có vị trí vô cùng là đắc địa. Cụ thể nó rất gần những cái trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị quốc gia này, chỉ cách trung tâm hội nghị quốc gia khoảng hơn 3 cây thôi. Đấy. Ra thì rất gần đường đua công thức 1 của Việt Nam, mới xây dựng và hoàn thành đầu năm 2020 vừa rồi. Nhưng mà ngoài ra thì dự án nhà mình chỉ cách sân vận động quốc gia Mỹ Đình nó rơi khoảng hơn 5 cây thôi, và rất gần là bến xe Mỹ Đình luôn. Đấy, nên là những khách hàng mua dự án Vinhome cũng như là mua nếu như mà đi sân bay thì sẽ mất thời gian hay là khoảng cách bao nhiêu em? Từ dự án nhà mình mà lên sân bay Nội Bài đấy thì nó rơi khoảng 25 cây số, mình đi mất khoảng 40 phút thôi. Mình sẽ đi từ dự án mà đi ra đại lộ Thăng Long và mình đi vào trục đường Trần Duy Hưng, sẽ kết nối với đường Láng đấy, và mình sẽ đi theo cái đường Láng chạy lên đường Võ Nguyên Giáp. Chính là cái đường vành đai 2 là cái trục chính, trục giao thông chính nội đô kết nối với sân bay Nội Bài. Cái trục đấy thì các bạn và quý khách hàng hoàn toàn yên tâm, sẽ là một cái tuyến đường kết nối với sân bay cực kỳ là nhanh. Ok, cảm ơn em. Và có một điều nữa là anh muốn hỏi là dự án này sẽ bàn giao căn hộ vào thời gian nào nhỉ? Dự án nhà mình thì dự kiến là bàn giao vào quý 4 năm 2021, tức là vào cuối năm sau. Quý khách hàng thì sẽ yên tâm về cái tiến độ bàn giao. Với chủ đầu tư nhà mình thì cực kỳ là uy tín. Đấy. Cái thứ hai là cái tiến độ thanh toán ấy, thì vô cùng là linh hoạt cho khách hàng.
thì tiến độ thanh toán theo mình biết đấy là sẽ là đóng theo tiến độ thi công của dự án, tức là mình sẽ đóng theo ví dụ như dự án sẽ xây lên tầng thứ bao nhiêu thì mình sẽ đóng đến cái khoảng đấy. Nhờ và để khách hàng ký được hợp đồng mua bán đấy ạ thì mình sẽ đóng là 15% mình ký hợp đồng mua bán. Ok rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha Thọ. Qua chị bấm nó tắt luôn em. Em cầm qua xe bên này tí, ở giữa tí. Chưa tắt. Ok, ngày đó nhá. Ok rồi. Chưa tắt đâu. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video này. Và hồi nãy giờ thì mình là người đóng vai là một người tham khảo cái dự án, và Thọ là một người chuyên viên, một người chuyên gia kinh doanh của bên Senland. Và tụi mình rất là vinh hạnh được chia sẻ với mọi người cái video này. Rất là cảm ơn Thọ đã chia sẻ những cái thông tin rất là thực tế, rất là bổ ích, chính xác. Mong là mọi người sẽ cảm thấy hài lòng với những cái thông tin video này chia sẻ cho mọi người nhé. Cảm ơn các bạn nhé, đã quan tâm đến cái video của anh Huy ạ. Nếu như mọi người có cảm thấy muốn bình luận gì đó, muốn hỏi đáp gì đó thì mọi người hãy bình luận ở phía dưới video này. Xin chào và chúc cho mọi người nhiều sức khỏe. Bye bye. Bye bye mọi người.